Thi và ông xã sẽ đi lại vựa hải sản nha cả nhà các bạn ơi. Thì Thi sẽ mua hai con mực này nha. Đó, mực tươi xanh luôn đó nhà các bạn ơi. Đây, còn đây là tôm tích nó ngon nè. Thi cũng sẽ mua một cặp tình nhân này luôn nha cả nhà các bạn. Mời cả nhà các bạn đón xem nhé. Cả nhà, chào cả nhà đã đến với kênh YouTube Thi Thi Huỳnh Vlog Cần Thơ. Thì bữa nay Thi Thi mua rau. À, mua nhiều món quá cả nhà ơi. Thi mới đi chợ, đi vựa hải sản mua cua tiếp tục đi đó nhà các bạn. Wow, cua nè, mực nè, sò nè, rồi tôm tích nè. Đồ ơi, nó móc Thi cả nhà các bạn ơi. Ôi, nó mạnh quá. Bữa nay Thi mua 4 loại luôn nha. Cua, mực, rồi tôm tích. Cua là 1, mực là 2, tôm tích là 3, sò là 4. Thì mua 4 loại luôn về ăn cùng gia đình nữa cả nhà các bạn ơi. Đó, cái đó là cua. Rồi đây là mực, hai con mực cũng chà bá nha cả nhà các bạn. Wow, đây hai con mực đây cả nhà ơi. Nó hai con mực rất là tươi luôn, tươi xanh luôn. Cả nhà ơi, quá xá ngon cả nhà ơi. Rồi đây, sò đây. Bữa nay Thi mua mấy con sò tại Thi rất thích ăn sò nha. Con nghêu. Đó. Và cuối cùng là cả nhà ơi, hai con tôm tích. Ôi trời ơi, nó còn nguyên hoa ngoe. Đây, một cặp tôm tích tình nhân luôn nha cả nhà các bạn. Ôi, rồi đây nó còn ngoe ngoe cả nhà các bạn. Đó, tôm tích này Thi mua là tới 800.000 một ký là đó nha cả nhà các bạn. Đó, bữa nay Thi trúng mánh cả nhà ơi, mừng quá trời mừng rồi. Bữa nay Thi vô mánh mình ra, Thi sẽ mua một mâm hải sản chà bá nện luôn. Thi trúng mánh để gì tổ đãi hoài cả nhà các bạn ơi. Tổ đãi bữa nay, tổ đãi Thi nữa rồi. Từ Tết tới giờ tổ đãi Thi nhiều lắm. Bữa nay Thi sẽ, cái này là sẽ hấp nha cả nhà các bạn. À, một phần nửa hấp, phần nửa chắc Thi cháy tỏi quá à. Thi sẽ hấp với củ rừng này nè. Mực á, hấp với gừng, với tôm tích. Trời, con tôm tích này rất là ngon nha cả nhà các bạn. Tươi xanh luôn. Ồ, nó còn ngoe đó cả nhà các bạn. Với mấy con cua nó cũng còn ngoe. Hấp với rừng, rau sống. Thì bữa nay Thi sẽ ăn kể chuyện cho cả nhà nghe một cái câu chuyện quá trời tổ đãi cả nhà các bạn ơi. Cua chờ ông xã Thi về. Chờ ông xã Thi về, ông xã Thi đâm. Đâm á, chứ thì Thi sống Thi không có dám mặn đâu, Thi sợ tội. Đó, con mực rất là ngon nhưng mà chết rồi thì Thi làm được, sống thì Thi sợ lắm cả nhà các bạn. Con mực quá trời siêu to khổng lồ không có nhà bạn. Nè, còn đây con nè. Hai con mực nha. Hai con mực này mình Thi mặn ra thì Thi hấp. Hấp rừng. Còn cua thì Thi sẽ cháy tỏi. Hai con mực và hai con tôm tích. Đây, gừng Thi bỏ vào. Bỏ vào hấp nó. Hấp nó hấp không nghe cả nhà bạn, không nêm nếm gì hết nha. Thi thì lọt tỏi. Của thịt mà gặp không cả nhà bạn, rất là ngon nha. Của thịt nhưng mà cái gạch nó nhiều lắm cái nhạc bạn. Quá sáng ngon luôn, gạch không. Bởi vì nó nói cua cái này ngon. Cái thằng bán cua nó nói là ngon là ngon. Cua bữa nay của mình rất là ngon nha cả nhà các bạn. Gạch không à, cua đực mà nó gạch gì nè cả nhà các bạn. Nó gạch đây nè.
quá sáng ngon luôn cả nhà các bạn ơi. Thì bây giờ Thi Thi sẽ ốp đó nha. Thi Thi cho vào bột ngọt, muỗng bột ngọt, 2 muỗng đường và muỗng cà noi cả nhà các bạn, tiêu đó, Thi cho nó vô đây. Còn thành phần tỏi, tỏi thì Thi sẽ cháy. Để như cũ, Thi đập đập nó ra cho nó có chất thơm đó nha các bạn. Thì sẽ để khui vô nha. Quá ngon. Cua mình gạch rất là ngon luôn, mà con cua thịt mà có gạch gì đó nha các bạn. Ăn nha. Bây giờ chỉ còn đem ra dĩa là ăn thôi cả nhà các bạn ơi. Ngon quá cả nhà, nhìn cái muối này cả nhà các bạn. Riêng luôn. Vừa ăn quá thì ngon luôn. Nó vừa ăn rồi mấy cái tinh tiết của cái con cua cả nhà các bạn, cái gạch đó nó ra đó. Trời ơi nó ngon gì đâu luôn á. Quá xa xúc sắc. Mời cả nhà và các bạn nha. Cả nhà các bạn ơi, bữa nay quá trời có tin mừng nữa. Tổ đãi tiếp tục. Tổ đãi bữa nay cũng kèm không? Ăn tết thêm thêm cả nhà các bạn ơi. Mời cả nhà các bạn nha, bữa nay mời bia trước chứ không có mời ngồi trước. Bữa nay tổ đãi nữa cả nhà các bạn ơi. Chua chai con tinh tích nè. Ôi ôi nó ngon. Ôi ôi nè, mời cắt mực đi, mời cắt mực gai. Em lấy chanh đâu, chanh nãy đâu. Chưa. Mời cả nhà các bạn nha. Mời cái này dành cho nó, bạn dành muỗng thôi, ăn hết rồi tử. Tại vì bên đây anh đâu có. Nó mực nè, nó ngon nè cả nhà các bạn ơi. Thôi thôi ba. Ngon ngon. Đó. Món lúc lắc, bò lúc lắc luôn cả nhà các bạn ơi. Anh ba anh khen bò lúc lắc ngon quá. Mềm. Anh mời ăn nè. Ừ, mua á. Mua và cua này nhưng mà mua rất là ngon đó nha các bạn. Thịt không luôn á. Đó. Quá trời ngon luôn nha. Ở nhà các bạn bữa nay Thi xây mồi tổ đãi như Thi. Để gần hết clip đi mới kể vụ mà tổ đãi. Làm gì năm nay ông đãi mình hoài trời. Không nhận cảm ơn ổng. Ổng biết Thi quay clip hết tiền. Quay hoài mà không cán mức quảng cáo. Thành ra ổng tổ đãi đó nha các bạn ơi. Mời cả nhà các bạn ăn miếng mực nha, trời ơi mực nó dày. Nó ngon gì đâu luôn, trời ơi nè. Quá ngon anh ơi. Để ba thử cái rau coi. Rồi rồi rồi. Đó, chanh nó. Đó. Tổ đãi cả nhà các bạn ơi. Con tinh tích còn ngon cực kỳ nữa. Tinh tích 800.000 kg, hai con này nửa ký cả nhà các bạn. Trời ơi, mực nó ngọt lên ba. Ừ, ngay thấy là biết rồi. Anh mực, anh mực. Ăn mực không có ăn mực, anh chỉ ăn cua thôi. Tôm tích nè. Tôm tích mực ăn không? Nè, có cái thùng đó. Mực không có ăn mực, cái nhà bạn. Tôm tích nè. Đó, tôm tích này cộng sao chứ mực ngập tôi chứ hả? Cắt hai bên á, hai bên á, hai bên hông á. Cắt hai bên lộn ra cái nè. Vợ của vua ăn hải sản đó, nhà bạn. Trời ơi, nó ngon rồi. Hai bên ấy, đó có sò nữa nha các nhà bạn, đủ thứ đó, loại với bữa nay tổ đãi nữa rồi. Tổ năm nay từ từ tết giờ đãi không quá trời anh ba, liên tục luôn chạy mà bữa hổm hụt chưa đặc biệt. Em định nói tổ đãi nữa mà tổ đãi nguyên nữa anh đời miễn nguyên là chúng đặc biệt rồi đó. Bởi gì tôi đãi nguyên kia bữa nay cũng ngon chạy, hay là mình chúng số đúng ngon hơn quá không nổi. Ngày qua uống một lon một tạng tiệc. Ngày nay uống quá uống ngon cả nhà các bạn ơi. Tiếng giờ. Bữa nay tổ đãi nữa à. Trời ơi con tích thịt kìa cả nhà bạn ơi, ngon kìa. Rất là ngon luôn, ngọt luôn. Đúng rồi, chấm rồi. Tổ đãi hoài cả nhà các bạn ơi. Có nấu cơm rồi không rồi đâu. Đó.
nên ba trong đây có đầu ngày kia được giác không ba? Không có đầu không giác đâu. Quá trời luôn con tôm tích không, mẹ. Có nhà. Có nhà trên nó đến đây. Cả nhà bạn. Nữa, trời, mẹ. Quá trời đi. Chị ăn cái gì vậy? Nhà có ăn đâu đi nha. Đâu quên thêm. Ở nắp thì có. Rồi anh Chín ngồi đó ăn quen đây cũng được hả? Ủa tùm tích ngon. Anh Chín ăn thử miếng bò lúc mắt ra. Bò ngon lắm. Mới làm ăn nóng hổi đi nó ngon cho thấy. Chấm muối tiêu rồi ha. Chấm muối tiêu chanh rồi ha. Mấy món là món tổ đãi nè. Mấy món là tổ đãi nè cả nhà bạn. Nè bò lúc lắc nè, chấm miếng tiêu chanh nè. Để mềm. Tôi cho chị Từ ăn thử gái ăn ngon. Nè. Hãy chạy bệnh. Khi nó xỉn ông nội ơi, nó chạy nó té lên nên đó, nó nằm nó đóng luôn. Cái nhà bạn, mười lúc lắc mềm ngon luôn. Thấy vậy lại tháo nón nó ra. Có nút quần nó ra, rồi kêu nó báo công an. Nói no luôn á. Kéo vô giữa nó, kéo đứt tích nè mà. Đỡ mà nhầm con có gạch nó son ha. Trời ơi ăn nó ngon luôn ơi. Cua ăn không bằng nó. Đó, tôi thích nè cả nhà bạn. Ngon quá. Thịt thơm rồi, có thịt nó ngọt dữ lắm nha. Chứ không phải thịt bình thường đâu. Ở nhà các bạn ơi, nó ngon nè. Wow. Quá trời hôm nay tổ đại. Còn cua thì nó gặt ra nè. Cứng mu luôn. Để anh Chín. Anh ba mu đi. Thôi để ăn từ từ, anh ăn từ từ. Nè, ăn mu đi, chọn mu đi. Hút mà ăn dưa leo nhiều vô bớt. Nè dưa leo nhóc chưa nè. Cho chị mượn mu à, cả nhà bạn. Ghẹ cái gì cua bữa nay cũng đạt. Vuông quán hả? Ừ, cả nhà bạn ơi cái con này còn ngon nữa. Cái kia bán mắt hơn. Ủa, tích nè. Cái mà hồi với hai nó ăn này nè. Hết sức ngon luôn rồi nè. Wow, quán bán rẻ hơn cua bán người kia không ơi. Quá trời ngon luôn cả nhà bạn. Đó, đủ đại thiệt luôn rồi. Điện nha, 400. Có chi á, 2 trời. Chứ là hồi hồi nãy tôi mua con gà, cua cua mua cua bên bãi điển nổi, cua gạch đồ nhiêu không? 500 mấy, tao nói chồng. Ủa, quan nó bán có 300 mấy hả? Nó y 5 con, 5 con là y 5 là sao? Y 5 là nửa ký. À, là bự là nửa ký là 2 con ký đó. À, y 5 là... Đã là giống như là y 6 là 600 gram. Y 7 là 700 gram. Trời mực nó ngọt, mực nó dày một chút. Giờ tưởng y 5 là 5 con ký mà đòi cho 500 mấy đó. Y 5. Mời cả nhà các bạn y 5 là cũng có giá rồi đó. Đó. Là miếng đó là cái khẩu hết trơn rồi đó. Y 5 giá này nọ. Nó quán nó bán gì đâu mà cô gạch nó bán chừng 300 mấy à. Nãy uống gì 500 mấy nữa thằng trời thôi y 5. Tao tưởng 5 con ký. Ngon quá. 5 con nửa ký á. Có đó ăn ngon á. Ngon, 500 mấy phải rồi. Không mà bán những mắt hình quang nhưng mà. Trời ơi, nó có trứng nè cả nhà bạn. Tích mình nó có trứng nè. Có trứng mấy nó xuất khẩu. Nè con này có trứng anh Chín. Rồi gạch cũng nó mới ngon á. Nó về mình cắt ra 10 phút. Đó. Nhầm nhầm con á. Cái gạch nó từ đầu tới đít luôn á, con này có đầu mà. Ừ. Nè, đít nó nè. Cả nhà bạn, ngon quá. Cái sầu riết, bỏ nó bán 24 ăn được anh bạn, con bành bành mập. Mười ăn cái mu đi rồi ăn một miếng miếng tôm tích cây cây nó ngọt như thế nào mà. Nè. Trời ơi nó ngon cả nhà các bạn ơi. À nó chưa ăn thích ăn gạch vô nè, gạch vàng vàng béo. Béo, đúng chấm rồi. Vô miếng muối tiêu nữa nha bạn. Có dạng giống như mười chim vuông anh bạn. Ảnh ăn cắt con khác. Mình làm nước bơ mình ăn trước. Mình làm nước bơ mình ăn trước. Cái quan nó bán súng mà chưa nó mướn vợ vô nhà nó bán nó đâu đâu có mặt bằng đâu thấy má mẹ gì đâu. Chặt muối hả? Má là chim bán không à? Không, anh không ăn đó. Má không ăn luôn hả? Được rồi. Dạ. Nó đâu có lạc đâu. Tại em Niêm vừa ăn luôn á. Vừa ăn rồi. Chấm. Em lấy thì mới nước. Chín nè, chín chấm đi dùng uống đi. Thôi bây giờ thì dừng cái video nha, để ăn cả nhà bạn mọi nhiều quá mà quay quá ăn không được. Đây, tổ đãi là đây nè nha cả nhà các bạn. Đài Bạc Liêu nha, thi trúng số.
Thì cuối clip là Thi sẽ báo cáo tin vui. Thi trúng được 11 tờ với số 01 lại Bạc Liêu. Đu đầu được 1.1 triệu. Mua cái nhà bạn ơi. Đó. Thì cái video của Thi đến đây cũng kết thúc nha. Thi bye bye cả nhà các bạn. Hẹn gặp lại video sau.